Rồi. Trận thi đấu thứ ba khi mà tỷ số đang là 2-0, sẽ đã gặp những ai nhỉ, sẽ đâu? Và như vậy là lát nữa thì các đội chia sẻ sẽ thi đấu với cặp với chung 7 thi đấu 2-2 xem thuận tiện. Và trước mắt là thi đấu với cầu thủ BB đã. Thế nhìn khả năng không cửa bản. Chuẩn bị tinh thần chờ đấu đánh 2-2 cho là vừa. Bên kia là ai sẽ nhỏ? À, như vậy là BB Hồng Anh và chim sẻ chim bệnh càng là cân hơn, đáng xem hơn. Đánh cái BB cảm giác như đánh rất gãi, gặp tiểu thủy hư sắp mặt 3-0 không cửa bật. À, thế đánh xen tự do không trồng giò là còn bị thua 3-2 chứ. Thằng Anh nó lại vả ra thằng Thiền Thủy Ngư 3-0. Lát nữa thì đang cay cú tí nữa vả lại Hồng Anh 3-0. Tí nữa thua 3-0. Hôm sau cho ở nhà. Hết thì lâu. Đang dọa. Và lát nữa sẽ là BB và Hồng Anh. Chim sẻ, chim bệnh. Nghe đọc tên xong đã bắt đầu thấy sườn Hồng Anh, BB, chim mệnh, chim sẻ. Đấy, mình khỏe hơn là so với cơ bắp thôi. Chứ còn so với trình giờ tôi nghĩ chưa chắc đâu. Hai. Chưa. Lâu lắm mà chưa bán ai mà được rồi. Bên người Việt Nam vừa nói là làm. Và như vậy là hiện tại tiếng game đã có rồi, sao mà khán giả vẫn còn chưa có tiếng game nhỉ? Thôi rồi, lát nữa tôi sẽ điều chế lại. Đến kèo 22 chứ kèo lại chắc 3-0. Anh đấm gì? Bài như này dừng đây ra. Tôi chỉ cần bài sẻ nó có dừng thôi. Bài sẻ không có dừng thì có khả năng đi vào đối cửa. Nhưng bài sẻ có dừng thì thua là chỉ có... thua chắc là chỉ có sẻ làm việc với đại lý thôi. Mấy ông đại lý này làm việc game thủ kinh lắm. Sau đây có cả gờ núi nó ngồi đây nữa. Đánh 1.5 này lâu thế không biết. Hôm qua đánh giao hữu với tàu ở trên CGC và phát chỉ muốn tăng lên 3.0 luôn chứ đừng nói 2.0. Giật ngứa người à. Nhìn quýt điều tôi cũng là cảm giác như nó vất vả. Toát mồi. Ngày hôm nay thì đánh mạng LAN cho nên là mọi thứ đã trở nên hơn rất nhiều, nó dễ dàng hơn rất nhiều. Hôm qua thì đánh với lại ông gì nhỉ, ông gì bên Trung Quốc mà có tiền sử lag trước đó có Mắc Bình, quên mất tên rồi, nhưng mà hôm qua ông lag kinh khủng. Anh sẽ đang ngoáy tay trên bàn phím, tôi cảm giác như hôm nay đang chơi đàn piano rồi. Rồi
Thêm một con hiêu nữa sẽ giúp cho cầu thủ chim sẻ có được cái chặt gỗ. Ôi, trận này gỗ được bạt ngàn luôn. Nóng mờ đây. Sao nóng ngà ngoài. Úi xổi. Xong rồi. Nhìn này là biết là khả năng 3-0 rồi. Bầu thi ở bên ngoài đang rất lo lắng cho BB. Ga nhà BB. Galaxy S4. Không có chuyện 3S. Không, không. 3S giờ này còn iPhone 3S nó phải đánh đấm với ai. Nâng chặt gỗ xong rồi. Mới nhắc lên chặt gỗ chim lợn bầu thi này chán lắm. Toàn thua. Chắc chắn chỗ này là kín rồi, không bao giờ có chuyện hở, không 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 thể hở được. Biết ngay kín rồi, vùng kín của cái thủ chim sẻ. Tham gia 27/28, chuẩn bị ấy bắt đầu tăng ga đấy. Bị mà bị cong một mặt phía bên kia là hơi khó, gọi là hơi khó thủ thủ tí, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Trang latte. Ở giải đấu năm nay thì các cầu thủ Việt Nam cũng xác định là du lịch là chính, giải thưởng là chủ yếu thôi, chứ không không quan trọng về vấn đề tiền bạc cho lắm. Cho nên là các cầu thủ cũng có một tâm lý hết sức thoải mái. Ui gì vội vàng, đùng đỉnh, phong cách. Đằng cái máy này sửa được rồi chứ. Và sẽ đánh 4 BA trong trận thi đấu này và quyết định đẩy cung R một cung R đi thám thính thôi. Sau đó thì sẽ bắt đầu tăng dần nhà BA. Nó chặt gỗ 2 tăng dần nhà BA. Khung nhà mình vào cho cái thủ BB có tí cửa trong trận thi đấu này, gọi là thi đấu của BB. 4 BS là một cánh rừng thông. Ngất. Đang bo giờ bị nó bắn nè. Chặt gỗ 2. Nhà nửa ra mạng thôi em ơi, về chuẩn bị đào vàng cho anh thôi, không phải công nữa, về đào vàng cho anh. Đấy, ngồi bên này thì một con cung lờ thôi mà cái tù như chim sẻ cũng đang làm cho cái tù BB cảm thấy nhức đối và loạn rồi. Có cảm giác cái BB bắt đầu loạn dần rồi. Đâm sang chặt có hai sẻ sẽ tăng hai được hai a cùng một lúc. Thôi, con lại bắt rồi. Giơ tay lên, úp mặt vào tường. Ác chưa? Úp mặt vào tường, giơ tay lên cao rồi. Cái thủ BB quyết định bỏ. Thôi cũng được. Đấy, chuẩn bị. Đấy rồi, Bi bắt đầu mò lên. Ôi giời, hai con lạc đường này nữa. Hai con này chắc vượt đèn vàng rồi. Ai đông đấy, đông đấy, đông đấy, không hề đơn giản đâu. Bi chắc có chặt gỗ 2 rồi. Cùng là, chưa có đầu máu rồi, nhưng mà chắc cũng chặt gỗ 2 rồi. Tại sao cảm giác con đánh Bi nó cứ bình. Nó cứ gọi là gãi gãi, mà gặp cái tiểu thí ngư tầm này em, bên chừng này em cung đờ á. Có mà mửa mặt ra rồi. Đấy, cảm giác BB nó vẫn gãi được. Đấy, công xong nó ở nhà rung đùi. Chứng tỏ tiểu thủy ngư nó là nội công rất thâm hậu, không hề đơn giản như tên tiểu thủy ngư.
Về cơ bản bài cũng vậy thôi, thậm chí có những bài mà cái đủ chim sẻ nắng còn đẹp hơn nữa, nhưng mà vẫn cứ bị oẳng. Vâng, nếu kèo đấu này thì kết thúc với tỷ số 3-0 là lại đánh lượt về luôn. Xuất điền luôn 6-0 mà chứ lượt về gì. Khổ. Cứ đỡ mệt chứ. Thề luôn là tâm lý như thế này thì làm sao mà đánh được lượt về nữa. Không bao giờ đánh được. Điền luôn, điền luôn, điền luôn. Alo. Alo. Vậy là hết rẻ chưa? Chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu thứ ba của chim sẻ với cái thủ BB. Bây giờ thì cái thủ chim sẻ đã và chuẩn bị à, có đầu máu, chính xác là đã có đầu máu. Cao lên phía bên trên. Tăng một lúc một mớ nhà BA, không thể đếm hết được bây giờ là mấy nhà BA đã sẻ rồi. Cắm đầu cắm cổ xong. Rúi rụi vàng bì hiện tại vẫn chưa đầu máu. Phút thứ 22, sẻ có 7 nhà BA. Vâng, theo nguồn tin nhận được đến từ thủ he he thì Tuti đang đánh ăn được Tuti mà dễ còn lâu nhá, đánh rồi Tuti mà ăn mà dễ. Ngày xưa kèo đấu chim sẻ và kèo đấu Tuti là một trong những kèo hot cộng đồng chờ đợi, nhưng mà về sau hình như không không đánh được thì phải, chỉ có kèo Tuti và sẻ đánh ở giải giải Việt Trung thôi. Còn cái kèo đấy vẫn không được diễn ra. Và bây giờ thì quay trở lại với kèo đấu tập luyện 3-0. Thôi có khi là bảo bầu thi thôi. Khả năng là cho nó thành 6-0 đi. Rồi đánh kèo 2-2 luôn.